Có ai như Lê Giang, cứ mỗi lần gặp điều xui xẻo là đem mặt đi sửa. Nhìn vào gương nếu thấy điều gì không hài lòng hoặc nếu gặp chuyện xui xẻo, Lê Giang sẽ sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ. Đã gần chạm ngưỡng 50 nhưng vẫn giữ được sắc vóc khá là tươi trẻ. Khi được hỏi bí quyết nào để có được điều này, Lê Giang cho hay: "Tôi phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ đó, tôi làm tất cả trừ mắt, môi và kéo chân thôi." Năm 29 tuổi, Lê Giang lần đầu sửa mũi. Lê Giang đã nhờ tư vấn tướng số trước khi sửa vì hình dạng mũi có ảnh hưởng đến tình duyên, tiền bạc. Để có được chiếc mũi như hiện tại, Lê Giang đã sửa đến 6 lần ở Úc. Lê Giang vẫn còn sợ hãi khi kể về lần sửa ngực. Cô cho biết, khi đó kỹ thuật chưa tiên tiến vì thấy bác sĩ mổ đường nách. Tôi phải chích thuốc mê ngủ vài tiếng, đến khi tỉnh dậy vẫn còn choáng váng. Những ngày đầu tôi không đứng dậy đi lại được mà luôn có người đỡ. Tự nhủ không động chạm dao kéo nữa. Tuy nhiên khi nhìn vào gương, khao khát làm đẹp của chị lại dâng cao. Để duy trì sắc vóc trẻ trung như hiện tại trong những năm qua, Lê Giang đã áp dụng phương pháp căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler và độn cằm. Trong một chương trình truyền hình, Lê Giang còn tiết lộ, cứ mỗi lần nhìn vào gương và thấy trên mặt có gì không hài lòng hoặc gặp điều xui xẻo, tôi lại muốn chỉnh sửa gương mặt của mình. Dù các con và đồng nghiệp thường căng ngăn chị nhưng Lê Giang vẫn tiếp tục dao kéo. Hiện giờ Lê Giang đã khá là hài lòng với nhan sắc của mình, nhưng chị có thể phẫu thuật thẩm mỹ nếu cơ thể bị in dấu thời gian.